How beautiful is this, huh? So beautiful seeing so the cool. town lit up from the water. That little lantern. Cặp đôi du khách Mỹ lần đầu đến Việt Nam để kiểm chứng lời khen cường điệu trên báo quốc tế và cái kết. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, trên mạng xã hội YouTube xuất hiện rất nhiều video nói về du lịch thành phố Hội An, Việt Nam. Nhiều tờ báo, trang mạng quốc tế đã không tiếc dành tặng những lời khen ngợi đầy ưu ái khi nói về ẩm thực, văn hóa và thiên nhiên nơi đây. Nào là thành phố xinh đẹp và cổ kính này thu hút rất nhiều khách du lịch quốc tế, ẩm thực độc đáo với những món ăn đặc trưng như cao lầu hay bánh mì, người dân chân tình và cởi mở với du khách. Thành phố đèn lồng chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử và còn rất nhiều lời khen tốt đẹp khác nữa. Ngay sau đó, chủ đề này trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng nước ngoài. Nhiều netizen quốc tế vẫn còn ngờ vực về độ chính xác của những thông tin này, thì mới đây, có một cặp du khách người Mỹ đã lặn lội đường xá xa xôi, quyết định đến Hội An để kiểm chứng những thông tin này. Vậy thì, liệu những lời khen đó dành cho Hội An có thực sự xứng đáng hay không? Và cộng đồng mạng quốc tế thực sự biết gì về Hội An? Mời các bạn cùng mình theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Đây là Sammy và Tommy, cặp du khách người Mỹ mà mình đã nhắc đến ở phần đầu video. Cặp đôi này thích du lịch mạo hiểm và khám phá từng điểm đến trên thế giới. Niềm đam mê du lịch đã đưa họ đến với nhau vào năm 2013. Với mong muốn chia sẻ những địa điểm tuyệt vời mà mình đã trải nghiệm và khuyến khích mọi người đi du lịch. Đây là video cuối cùng trong chuỗi video về Việt Nam của họ. Cụ thể trong video là toàn bộ quá trình khám phá thành phố đèn lồng Việt Nam. Cặp đôi này cho biết, chúng tôi đang khám phá Hội An, còn được gọi là thành phố đèn lồng của Việt Nam. Hội An là một phố cổ được bảo tồn tốt ở miền Trung Việt Nam, nơi được cho là thành phố xinh đẹp, đầy màu sắc rực rỡ. Nó được đánh giá là thành phố đẹp nhất Việt Nam, vì vậy chúng tôi đã quyết định tự mình đi xem. Chúng tôi đã nhai rất nhiều món ăn ngon và một số món không ngon lắm. Khám phá thành phố về đêm, đi thuyền qua kênh, khám phá chợ đêm và nhiều hơn thế nữa. Hãy cùng chúng tôi đi xem nhé! Tôi sẽ cho bạn biết liệu Hội An xứng đáng khám phá hay không. Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, chúng tôi di chuyển đến Hội An bằng Grab. Khi đến nơi, chúng tôi lựa chọn một quán cà phê để thử ngay đầu tiên. Tiếp theo, chúng tôi đến ngay một khu chợ gần ở đây. Một khung cảnh tấp nập mua bán của người dân địa phương. Ai nấy đều tươi cười và rất niềm nở chào đón chúng tôi. Chúng tôi đi vào phố cổ Hội An, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp độc đáo và có thể tìm thấy ở mọi ngóc ngách. Khi đến đây, chúng tôi mua vé vào cổng 120.000 đồng. Tại đây có chùa cầu Hội An, nó được biết đến là biểu tượng du lịch của khu phố cổ. Nơi đây gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi nhờ kiến trúc mang đậm phong cách Nhật Bản. Theo như tôi tìm hiểu, địa danh này cũng được in trên tờ tiền của Việt Nam. Địa danh này còn chứng kiến sự thay đổi của lịch sử với vô vàn biến cố đổi thay. Có lẽ vì vậy mà nơi đây đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi năm. Sau khi tham quan và du lịch Hội An vào ban ngày, tiếp tục sử dụng vẻ đẹp trầm lắng làm say lòng người của phố cổ Hội An về đêm. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, Hội An về đêm toát lên một vẻ đẹp quyến rũ, thơ mộng như một bức tranh làm lưu luyến và say lòng biết bao du khách, trong đó có cả tôi. Đèn lồng Hội An là nét đặc trưng của phố cổ Hội An. Ngắm đèn lồng Hội An là một trải nghiệm có một không hai mà tôi nghĩ khi đến với Hội An, bạn không nên bỏ lỡ. Tại đây, chúng tôi đã ngồi thuyền thả đèn trên sông ngoài, mọi thứ thật tuyệt vời, trông nó thật lãng mạn. Thuyền đi rất chậm nên chúng tôi có thể cảm nhận rất rõ sự yên bình của phố cổ khi màn đêm buông xuống. Sau đó chúng tôi khám phá tiếp chợ đêm Hội An, nơi đây bày bán đa dạng các sản phẩm từ ẩm thực cho đến đồ gia công mỹ nghệ. Đèn lồng do người dân địa phương tự làm, những món ăn của Việt Nam vô cùng độc đáo và đa dạng hấp dẫn tôi trong từng hương vị. Đó là toàn bộ những chia sẻ của Sammy và Tommy trong chuyến hành trình khám phá Hội An. Rất bất ngờ, video này của cặp đôi đã lên xu hướng và nhận về rất nhiều những bình luận đáng chú ý từ cư dân mạng quốc tế. Đến nay, video đã nhận về hơn 80.000 lượt xem và gần 200 bình luận đến từ netizen quốc tế. Bây giờ, chúng ta cùng lướt qua một vài comment xem họ đã nói gì nhé. Tôi đã xem rất nhiều YouTube về chuyến du lịch Việt Nam. Nhưng các bạn là những người duy nhất có vẻ cực kỳ thoải mái, thích thú và có sự kết nối bền chặt với Việt Nam. Như thể các bạn đã sống ở đó nhiều năm rồi. Cá nhân tôi nghĩ, các bạn nên sống ở đó, không bao giờ rời khỏi Việt Nam. Tin tôi đi, khán giả của bạn sẽ khóc vào ngày các bạn rời Việt Nam. Vì vậy, hãy ở lại Việt Nam mãi mãi.
vui lòng, lý do duy nhất tôi theo dõi kênh của bạn là vì những video ý nghĩa của bạn trong và sự tương tác của gia đình bạn rất thoải mái với tất cả người dân địa phương và đất nước. Không thể nhịn cười khi xem video của bạn, tôi thực sự có thể cảm nhận được những dung cảm tốt đẹp bao quanh tất cả các bạn, và tất cả các bạn đều là những người bạn đồng hành tuyệt vời. Tôi cảm thấy chuyến đi thuyền đó thật đáng giá, tôi ước mình có được trải nghiệm tương tự. Tôi rất vui vì bạn cũng yêu Hội An như tôi. Việt Nam trông thật xinh đẹp và bình yên, đây là cuộc sống tôi vẫn hằng mơ ước lúc về hưu. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến thăm Việt Nam và cho chúng tôi thấy Việt Nam và cung cấp cho chúng tôi thông tin hữu ích. Hãy vui vẻ và an toàn trong chuyến phiêu lưu tiếp theo của bạn. Tôi là người Việt Nam sống ở Mỹ từ khi tôi 9 tuổi, nhưng tôi luôn tự hào về đất nước của mình, về những nền văn hóa tuyệt vời, những con người thân thiện, chân thành, những bãi biển đẹp và những món ăn thực sự ngon. Tôi chưa bao giờ nghe nói về Hội An, chỉ bằng cách xem video của bạn. Bây giờ, bạn làm cho tôi muốn đi thăm Hội An ngay lập tức. Cảm ơn bạn vì video tuyệt vời. Hội An nhìn đẹp và giống hệt như tôi nhớ. Hội An thật yên bình, vui mừng các bạn đang có một trải nghiệm thú vị. Các doanh nghiệp Việt Nam dường như đang phát triển, công ty Grab rất tuyệt vời. Các bạn có vẻ như đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Hội An. Thật là một thành phố nhỏ xinh đẹp, có rất nhiều thứ để làm và xem ở đó, các khu vực xung quanh nữa. Thật là một thành phố nhỏ tuyệt vời, chắc chắn là vậy. Tôi thích cách các bạn trải nghiệm những điều mới mẻ, cảm nhận văn hóa địa phương, tận hưởng nó, khám phá nó như vốn có. Các bạn tôn trọng văn hóa địa phương khiến video của bạn trở nên hấp dẫn. Những cảnh quay và âm thanh tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn khi xem. Tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn trong việc tạo ra những video tuyệt vời. Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam nên trả lương cho bạn vì bạn đã quảng bá đất nước của họ quá tốt. Trên đây là những bình luận đáng chú ý của cộng đồng mạng quốc tế. Thật tuyệt vời và vinh hạnh khi được nghe những lời khen có cánh như vậy, đúng không nào các bạn? Nghe đến đây mình thực sự hạnh phúc. Đâu đâu cũng là những bình luận mang ý nghĩa tốt đẹp và đánh giá đúng về du lịch ở Hội An. Cái kết này thật khiến nhiều người hài lòng. Đa số khán giả đều gật gù những lời khen đó là có căn cứ và đúng sự thật. Mình đảm bảo rằng những ai là người Hội An hoặc đã từng đến Hội An sẽ cảm thấy xao xuyến khi xem được video này. Với tư cách là một khách du lịch đã từng đến Hội An, mình thấy rằng đây là một trong những điểm dừng chân yêu thích của mình trên hành trình du lịch các tỉnh miền Trung. Khách quan mà nói, đây là một nơi tuyệt đẹp để đi dạo hay là cả cùng bạn bè trên tay cầm những ly nước mót mát lạnh mang hương vị đặc trưng riêng có ở Hội An. Ngoài ra, Hội An còn gây ấn tượng với mình bởi vẻ rực rỡ về đêm của đèn lồng và ẩm thực tuyệt vời. Đó là một chuyến đi mà mình cảm thấy thực sự xứng đáng trong dịp hè vừa rồi. Đến phố cổ Hội An nhiều lần, nhưng mỗi lần là một cảm nhận hoàn toàn mới lạ. Phố cổ Hội An trầm mặc nhưng lại đem đến cho những du khách phương xa như mình sự thi vị riêng. Đối với Hội An, có lẽ những lời nói hoa mỹ chẳng bao giờ là đủ. Theo khảo sát thường niên của tạp chí Condé Nast Traveler Mỹ, vốn được xem là khảo sát danh giá nhất của ngành công nghiệp du lịch toàn cầu, Hội An được độc giả của tạp chí này bình chọn trở thành thành phố du lịch được yêu thích thứ hai ở châu Á, chỉ xếp sau Kyoto, Nhật Bản. Hội An được độc giả yêu mến bởi những ngôi nhà đầy màu sắc và những dinh thự cổ kính. Chúng tạo cho họ cảm giác như đang đi trong phim. Phần lớn các bình chọn của tạp chí này cho biết họ chọn Hội An vì những ký ức lung linh, tươi đẹp khi đến nơi này. Du khách như phải lòng những ngôi nhà đầy màu sắc và những dinh thự cổ kính. Chúng tạo cho du khách cảm giác như đang đi trong phim. Nhưng các bạn biết không, đây không phải lần đầu tiên Hội An làm say đắm bạn bè quốc tế. Trước đó, tạp chí Huffington Post của Mỹ đã chọn Hội An là một trong 7 điểm đến đặc sắc và thu hút khách du lịch nhất khi tới Việt Nam. Năm 2023, có 4 triệu lượt khách đến Hội An, tăng 99,79% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 3 triệu lượt, tăng hơn 327%. Khách Việt Nam 1 triệu lượt, chỉ đạt 76,89% so với năm 2022. Những con số biết nói này đã minh chứng cho sức hấp dẫn và đặc biệt của Hội An trong lòng rất nhiều du khách. Trong cái nhìn của du khách nước ngoài, phố cổ Hội An đẹp lung linh ở mọi thời điểm. Bất giác mình nghĩ, tại sao phải đi du lịch nước ngoài trong khi những thành phố đẹp nhất thế giới ở ngay bên cạnh như vậy? Với mình, giờ đây Hội An là điểm đến lý tưởng, là vùng đất mang vẻ đẹp tiềm ẩn. Không chỉ với người nước ngoài đâu, mình nghĩ các bạn khán giả ở đây nếu ai chưa đến thăm Hội An một lần, thì hãy sắp xếp lên đường ngay đi nha. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều đang chờ đón và không làm các bạn phải thất vọng đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này.
Video của Loa Phường 4.0 đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.